Xin chào các bác nhá. Hôm nay em Dân lại xin quay lại giới thiệu tới các bác một số những cái mẫu sản phẩm bên em. Đấy thì đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng máy rửa xe. Đấy, thương hiệu của nó này. Thương hiệu của nó. Đấy, và con này thì nhà máy của nó là tại Việt Nam, máy rửa xe theo công nghệ của Đức. Đấy, thông số kỹ thuật của nó sử dụng điện 220V. Đấy, và tất cả các thứ của nó đây. Đấy. Nói chung là con này thì chắc chắn sử dụng tốt, hàng đẹp. Hàng đẹp các bác nhé. Đây. Khi các bác nhận hàng ra thì mở hàng ra, khui hàng đây sẽ có cho chúng ta đó là trong này nó là một cái phiếu bảo hành. Đấy, một cái phiếu bảo hành này. Đấy, và một cách hướng dẫn sử dụng. Đó, còn bên trong này sẽ là máy. Đấy. Thì sau đây thì em Dân xin đi ra và giới thiệu tới quý cô bác anh chị cách sử dụng và cái áp lực của nó để chúng ta xem nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đây, về phần máy thì nó sẽ có hai đầu, một đầu ra và một đầu vào. Thì một đầu vào của nó, nước vào thì các bác sẽ lắp cái ống này như này cho em này. Nó sẽ có hai khớp. Nó sẽ có hai khớp này. Một cái này để các bác lắp sẵn vào máy này. Đấy, một còn một cái lọc này. Còn một cái này thì các bác lắp vào đây. Đấy, để chúng nó lọc cho lọc nước chúng ta này. Đó, còn đầu này sẽ là một cái đầu ra nhé. Đầu này sẽ là một đầu ra. Điện áp thì chúng ta sẽ sử dụng điện 220V. Ở đây sẽ có công tắc on và off. Thì on là các bác bật, còn off thì là các bác tắt. Đó, thì là cái đương nhiên rồi. Đấy, con này thì hàng xịt cao cấp. Đấy, và con này công suất của nó cực kỳ mạnh nhé các bác nhé. Đấy, thì ở đây còn một cái nữa này. Ở đây nó còn một cái nữa, đó là một cái chỗ để bình để chúng ta đựng cái dầu rửa bát này. Thì đây, bình này là bình không nhé. Bình này là bình không. Đấy, thì đây em sẽ đổ, các bác sẽ đổ cái nước rửa bát vào đây. Các bác sẽ đổ cái nước rửa bát vào đây. Đấy, thì nói chung là các bác đổ nhiều hay đổ ít thì tùy chúng ta. Đấy, đổ nhiều đổ ít thì tùy chúng ta nhé. Đấy, em đổ thực tế nhé. Trực tiếp mà em cũng chả phải có cái gì mà phải bảo là gì cả. Đấy, rồi các bác sẽ đổ cái nước vào đây. Đổ nước vào đây. Các bác sẽ đổ nước cho nó đầy vào cái này. Các bác sẽ cho nước vào, trộn với nước rửa bát thì thực ra nếu nó đặc quá thì nó sẽ không hút được. Đấy, các bác sẽ đổ đầy vào đây. Đấy. Các bác sẽ đổ đầy vào. Và các bác lắc. Đấy, con này thì nó là hàng Việt Nam liên doanh nên là em cũng lấy cái số lượng không có nhiều. Còn nếu mà các bác ưng thì các bác bổ em thì em sẽ đặt cho các bác. Đó, đây là nước này. Đấy, còn đây khi các bác bật lên này. Đấy, bật lên. Đấy, khi các bác bật lên nhá, cái đấy nó đang bị gãy lại. Đấy, còn đây, vẫn là trực tiếp luôn video đây. Em sẽ rửa xe. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Xịt cực kỳ mạnh luôn này. Xịt cực kỳ mạnh luôn. Xịt rửa xe cực kỳ mạnh luôn. Đấy, nói chung là đây, bay hết bụi bẩn đi nhá. Bay hết bụi bẩn đây, các bác có thể nhìn thấy nước ở đây. Đấy, con này thì cứ tự ngắt, các bác có thể thả ra. Các bác thả ra thì nó sẽ tự ngắt. Đây, em sẽ xịt cho các bác luôn này, xem này. Vào, em vào xịt vào cho các bác xem nhá. Đấy, cực kỳ mạnh luôn này. Cực kỳ mạnh luôn. Đây là xịt xe máy, rửa xe máy. Các bác có thể rửa nhìn dưới đất này. Nhìn dưới đất này, bụi bẩn nó ra rất là nhiều này. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn bánh xe nó ra là biết rồi. Đấy. Đấy, còn bác nào mà muốn lắp cái bong bóng bọt vào thì đây, các bác lắp vào đây, khực vào phát là xong này. Đấy, và các bác xịt đây. Đấy. Đấy thì nó sẽ ra bọt. Nó sẽ ra tạo bọt cho chúng ta. Đấy, nếu mà các bác muốn lắp cái đấy thì là chúng ta sẽ chỉnh lại cho em một chút đây, sẽ chỉnh lại cái chế độ bơm một chút. Đó là chúng ta sẽ không xịt mạnh nữa mà chúng ta sẽ xịt vừa vừa. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ xịt vừa vừa để cho nó ra bọt. Đấy thì nó sẽ ra bọt dễ hơn. Đấy, còn các bác để cái chế độ kia thì không có. Đấy. 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 Đây nó đang bị nảy cái này rồi. Đấy thì các bác giữ chặt. Đấy. Đấy thì nó sẽ ra bọt này. Các bác giữ vào đây một tí này, nó sẽ ra bọt này. Đấy, em đang cho ít xà phòng, em cho đang hơi cho ít nước rửa bát. Đấy, xà phòng hoặc nước rửa bát. Đấy. Các bác có thể cho xà phòng hoặc nước rửa bát vào đây để các bác có thể xịt rửa. Các bác có thể xịt rửa nhé. Đấy, còn là khi là xong thì các bác sẽ bỏ cái này ra. Em cho hơi ít, nước nên là nó không thể ra được nhiều bọt. Đấy, các bác bận sau rút kinh nghiệm là sẽ cho nhiều lên một chút cho em. Đấy, còn là khi cho xong này. Đấy, các bác lại cho xịt vào. Nói chung là rửa xe con này rất là ổn định, rất là sạch sẽ. Đây là xe máy nhà em nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, rửa rất là sạch sẽ này. Đây, các bác có thể nhìn thấy ở đây là bám bẩn đấy không ạ? Đấy, xịt rất là sạch này. Xịt con này rất là sạch. Đấy, xịt rất là sạch sẽ nhé. Giá của con máy rửa xe này thì nhà em Dân đang bán với mức giá đó là 1.500.000 đồng. Đấy, tí nữa em sẽ vào đi vào chi tiết. Đấy, nói chung là xịt rất là mạnh. Thì rất là mạnh này, đây các bác nhìn, có nhìn đất ở đây này. Đi rất là mạnh này. Đấy, đi rất là mạnh nhé. Các bác nghe tiếng thì các bác sẽ biết rồi.
Đấy, và em sẽ quay, em đây là em quay bằng thực tế. Quay bằng thực tế, còn là những cái bụi bẩn đây đây. Đấy, thì là nó là vết đây các bác lau còn chả sạch đây. Đây là nó vết ố theo yếm của nó rồi. Thì sẽ không thể nào mà gọi là 100% được. Đấy, cái xe này anh em là đời lâu lắm rồi, đời từ 2016. Nhưng mà nói chung là cái dòng máy rửa xe này thì rất là ok. Đấy, thì một cái dòng máy rửa xe này chúng ta sẽ sử dụng nguồn điện 220V. Đây, các bác sẽ lắp vào đây. Các bác sẽ lắp vào đây. Và, đây em xin lỗi. Và chúng ta sẽ bật tắt bằng công tắc, bật tắt ở đây. Bật tắt bằng công tắc, bật tắt ở đây nhé. Đấy, thì on off các bác sẽ bật công tắc ở đây. Đấy, tắt đây, bật tắt ở đây. Đó, thì một cái máy này thì khi bác nhận hàng thì nó sẽ là ngon lành cho các bác luôn. 1.500.000 đồng, em sẽ vào bên trong và đi vào chi tiết. Đấy các bác nhé, đó, nó là một con. Còn khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng mới cho các bác, chứ không phải là con em test kia là để nhà dùng rồi. Đấy, con mà em đã sử dụng là test để là nhà dùng. Đấy, con đấy là em đã dùng trước vài ngày rồi. Đó, nên là hôm đó thằng cu nhà em nó đập, nó biết gãy cái đấy, nhưng không sao cả. Đấy, thông số kỹ thuật các thứ của nó đầy đủ cho các bác nhé. Con này thì bảo hành cho bác 1 năm. Cái mẫu máy này thì nhà em dân bảo hành cho các bác 1 năm. Đấy, khi các bác nhận hàng thì nhá, các bác mở này ra này, hàng bên trong này hộp mới này. Đấy, nó nguyên vẹn đai nguyên kiện như này cho chúng ta này, có giấy bảo hành. Tất cả các bác yên tâm là sẽ có giấy bảo hành cho chúng ta này, phiếu bảo hành này. Đấy, và em sẽ chịu trách nhiệm bảo hành cho các bác. Em xin chịu trách nhiệm bảo hành cho các bác. Và con này bên em giờ em dân đang bán với giá là 1.500.000. 1.500.000. Sản phẩm tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái hộp đồ nghề này. Một cái mẫu hộp đồ nghề. Đấy, con này một mẫu hộp đồ nghề này thì của nó gồm có 2 này. 4 này, 5 ngăn. Đây, hộp đồ nghề này thì gồm có 5 ngăn này. 5 ngăn rất là to bền đẹp. To bền đẹp này. Đó. Thì em xin đi vào đo cho các bác, đó là kích thước của con này nhé. Để em đo kích thước cho. Kích thước đây, kích thước em đo đây cho các bác xếp trong được. Khi mà các bác nó úp lại như này thì tổng diện tích bên ngoài của nó là tầm 50 cm, hơn 50 cm, 50 này. Đấy, 48.5 này, từ bên này qua bên này này. Đó, độ sâu của nó này, độ sâu của nó ngăn đầu tiên sâu hơn 10 cm. Đấy, các ngăn sau các bác có thể để kìm kéo cờ lê tô vít mỏ lết đều ok. Đấy, cờ lê tô vít mỏ lết đều ok này. Đấy, các bác có thể ví dụ để đầy, các bác để những cái máy móc, máy khoan, máy cắt đồ nghề các bác để đây. Đấy, rồi các bác lại gấp lại, các bác lại gấp lại này, gấp lại cho em này. Đó, các bác để hết vào đây rồi các bác gấp lại. Đấy, gấp lại, gấp lại. Đó, và các bác khóa lại cho em ở đây, các bác khóa lại cho em đây. Con này thì thương hiệu của nó là Matador, hàng của Germany. Đấy, nói chung là hàng này hàng đẹp. Đây các bác có thể để mở ra này, để đồ ở đây này, kìm kéo mỏ lết, cờ lê tô vít, hay là những cái loại những cái mặt hàng như kiểu là ốc vít các thứ thì chúng ta đều để vào đây được, để vào đây được các bác nhé. Đó, thì một con này thì tổng chiều cao của nó đấy, đấy các bác đựng đồ này rất là tuyệt vời này. Tổng chiều cao con này thì nó là 21.5. Tổng chiều cao của nó là 21.5 đây. Đây các bác có thể nhìn thấy. Đến đất đây nhé, đến đất của nó đây. Đấy, 21, hơn 21, gọi là 21.5. Đấy, đây. Bề ngang của nó khi hình vuông đây thì nó là 21. Đấy, chiều dọc của nó đây thì nó là 42 cm. Có hai cái tay xách. Có hai cái tay xách này. Các bác có thể để những cái dòng như kiểu máy khoan, máy cắt. Đấy, máy khoan, máy cắt con chuột, máy cắt con chuột, máy khoan bót các thứ đấy. Thì các bác để có thể đều để ở đây được. Để ngăn dưới này được. Đấy, rất là dày dặn. Ở trên này thì nó sẽ phủ một lớp sơn tĩnh điện cho chúng ta này. Các bác sẽ được phủ một lớp sơn tĩnh điện cho chúng ta, rất là đẹp. Đó. Thì một cái dòng sản phẩm này đó là một cái mẫu hộp đựng đồ nghề đây. Đấy, thì để em xin dán giá vào đây luôn cho các bác luôn. Để em xin dán giá vào đây luôn. Đấy, hộp đựng đồ nghề. Hộp đựng đồ nghề này thì nhà em đang bán với mức giá đó là 500k. Và nhà em bao ship cho các bác. Bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy, hộp đựng đồ nghề này của thương hiệu của Haren, 500k bao ship. 500k bao ship cho các bác. Hàng đẹp luôn. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Nói chung là hàng này thì chất lượng thì các bác yên tâm là khỏi chê. À đây, quên. Đấy, chưa chắc chả có ai bán hàng mà đây. Các bác nhìn cân nhỉ em chưa? Trọng lượng của nó là 4 cân 2. 4 cân 2. Đấy, 4 cân 2, 4.2 kg. Đó là một cái mẫu đầu tiên, đó là một cái mẫu hộp đựng đồ nghề, mẫu thứ hai, hộp đựng đồ nghề nhà em 500.000 đồng và nhà em dân bao ship. 500.000 đồng và nhà em dân bao ship nhé. Hộp đựng đồ nghề. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác,
đó là một cái mẫu máy xay thịt, máy xay thịt, máy xay rau củ quả. Con này thì có dung tích của nó là 2 lít, dung tích của nó 2 lít. Đấy, kích thước của nó đây, size của nó là 185 x 185 x 265, điện cơ của nó đây, điện cơ xoay chiều. Đấy, và đây thực tế luôn, bóc luôn ra cho chúng ta xem là trong này có những cái gì. Đó, trong này thì đầu tiên cho các bác đó là một cái mẫu củ của nó đây. Củ của nó thương hiệu của U-Home, rất là chắc chắn, các bác cầm rất là chắc tay này. Tí nữa em sẽ cho các bác xem trọng lượng của nó, tổng trọng lượng của nó. Đây, bỏ cả thùng bìa đây nhé, chỉ gần nguyên trọng lượng thôi nhé. Thì đây, thứ hai đó là một cái lưỡi xay, một cái lưỡi xay này. Thứ ba đó là một cái nắp đậy, nắp đậy. Đấy, các bác về các bác lắp này cho em này. Các bác lắp lên này cho em. Con này thì sử dụng bằng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 220V. Nguồn điện của nó là nguồn điện 220V. Các bác cắm vào này. Đấy, này, các bác ấn đi. Đây, để em tháo cái này ra. Em sử dụng các bác. Để em tháo cái nắp này ra. Tháo những cái nắp nhựa này của nó ra này. Đây. Cho nó chắc, cho nó dễ. Nắp bảo vệ lưỡi. Đấy, các bác đặt vào đây. Các bác cho thịt cá nhé, thịt cá, rau củ quả các bác cho vào đây. Đấy, rồi các bác đặt cái máy này vào. Đấy. Bên này là có hai cái tốc độ, hai cái mức tốc độ của nó. Đó là một cái tốc độ bên 1. Hai là tốc độ bên 2 này. Tốc độ bên 2 thì nó mạnh hơn tốc độ bên 1 một tí. Đấy. Các bác có thể nghe tiếng này, tốc độ bên 1 thì nó yếu hơn này. Đấy, tốc độ bên 2 này. Nó sẽ mạnh hơn thì để các bác xay thịt cá, còn bên này các bác có thể xay rau củ quả. Đó. Thì con này thì nó sử dụng điện, nguồn điện nó là nguồn điện 220V. Này các bác nhìn thấy, nghe thấy. Đây, thương hiệu của nó đây. Đấy, thì để em cân cho các bác tổng trọng lượng của con này nhé. Em giờ cảm ơn các bác góp ý nhé. Em bây giờ thực ra đây cái đáy này nhé, cái đáy này các bác đặt cái lớp này lên này. Cái lớp này lên này để nó chống trơn trượt này. 1 kg. 1 kg nhé. 1 cân. Đấy, tổng trọng lượng con này là 1 cân. Đấy. Đấy, con này thì rất là chắc chắn. Nó trên thị trường bây giờ chúng ta thực ra là có rất nhiều loại, rất là nhiều loại và rất là nhiều thương hiệu. Đấy, còn là cứ người thật việc thật các bạn, bọn em là cứ người thật việc thật. Giá thì thực ra là nó có muôn vàn cái mệnh giá, muôn vàn cái sản phẩm đó. Thì cái sản phẩm tốt và chất lượng thì nó không bao giờ có chuyện rẻ. Đấy, còn là như các bác đã biết rồi đấy, các cụ xưa đã có câu rồi là của rẻ là của ôi. Đấy, không có gì rẻ mà chất lượng cả. Từ trước giờ là không có cái gì rẻ mà chất lượng cả. Còn hàng chất lượng thì chắc chắn là giá thành của nó phải chăng. Còn bọn em thì các bác yên tâm một điều là bán thì bọn em bán hàng thì chắc chắn là phải có lợi nhuận thì bọn em mới bán. Nhưng mà lợi nhuận ở đây cũng không có nhiều đâu các bác. Đấy, cũng một chút ít thôi. Đấy, còn là không có cái chuyện là bảo là rẻ hơn đến quá đến 50.000 một sản phẩm này là không có. Đấy, còn là chất lượng của sản phẩm nó sẽ đi kèm với rất nhiều thứ để chúng ta có thể biết được. Đấy, nó các bác sử dụng ví dụ là 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng thì đó là còn cái còn ảnh hưởng do cái chất lượng của sản phẩm nữa. Còn cái cối này nhà em thì nó sẽ là cối inox, sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220V. Này, nguồn điện của nó đây. Ừ. Còn là các bác cứ lấy đúng cái mặt hàng sản phẩm này thì các bác yên tâm là mặt hàng sản phẩm nhà em thì không bao giờ có chuyện là hàng kém chất lượng cả. Và cái sản phẩm này nhà em, đấy, nhà em tuyên bố bán với giá 200.000 đồng một cái. 200.000 đồng một sản phẩm. Và bao ship cho các bác. 200.000 đồng một sản phẩm máy xay này và bao ship nhé. Đấy, 200k. 200k. Đấy. Và con này thì các bác sử dụng điện 120V. À, điện 220V. Dung tích của nó là 2 lít, các bác có thể xay này, cua, tôm, cá, các bác xay thịt đều được. Đều được các bác nhé. Đấy, và các bác sử dụng điện nguồn điện 220V. Các bác cắm vào đây. Một tốc độ này. Các bác xay, thực ra là nếu mà cho đá hay là các thứ thì không quan trọng các bác. Cho đá thì nó dễ quá, cho đá thì nó là nước. Nó là nước cô đọng lại thì nó chả có cái gì mà để mà xay cả. Đấy. Còn nếu mà cho thịt lên thì thực ra là nó bị bản quyền. Nó bị những cái mà không hay nên là các bác thông cảm. Còn các bác về thử cho em, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thanh toán cho em nhé. Đó, đó là một cái mẫu, đây là mẫu máy xay hạt. À, máy xay thịt. Các bác lên cho em mã này là mã máy xay thịt nhé. Máy xay thịt, hàng mới luôn, 200.000 đồng bao ship. Máy xay thịt. Tiếp theo đó là một con mẫu máy xay Osaka. Máy xay Osaka. Đấy, con này thì cũng ấn ở trên đầu đây. Đấy, con này thì xay rau củ quả. Xay rau củ quả, xay thịt thì kém hơn. Xay thịt thì kém hơn nhé. Đấy. Con này thì xay thịt. Xay chủ yếu là thịt. Còn con này thì xay chủ yếu là rau củ quả. Nói chung là chúng ta cần, các bác cần loại nào thì các bác cứ liên hệ với em. Con này thì cũng sử dụng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 220V.
Đấy, trọng lượng của con này thì tổng trọng lượng của nó là hơn 900 g. Hơn 900 g một chút. Đây. Các bác cũng gắm điện vào cho em. Đây các bác cắm điện vào này. Đấy các bác lắp đúng là khớp cái này nó khít vào nhau này. Đấy các bác ấn nút ở trên đầu này. Bóng dây điện. Bóng dây điện. Đó, thì các bác lắp đúng và khít vào cho em. Lắp đúng và khít vào thẳng vào cái khớp này cho em. Đó. Thì một cái mẫu này thì có dung tích của nó là 700 ml. 700 ml nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Osaka Javan. Thương hiệu của con này thương hiệu Osaka Javan. Các bác lên cho em mã này là mã máy xay rau củ quả Osaka. Máy xay Osaka nhé. Đấy, dung tích của nó là 700. Đấy. Con này thì nhà em dân đang bán với mức giá đó là cũng là 200k. 200k. Bao ship. Bao ship. Trọng lượng của nó là hơn 900g. Hơn 900g. Đấy. Người thật việc thật luôn, Osaka Javan. Sử dụng nguồn điện nó là nguồn điện 220V. Sử dụng nguồn điện nó là nguồn điện 220V. Đây là đầu tiên là máy xay thịt, thứ hai là máy xay rau củ quả. Tiếp theo nữa. Tiếp theo nữa đây. Đó là một cái máy, cũng là một cái mẫu máy xay. Cũng là một cái mẫu máy xay. Nhưng mà cái mã này nó là một cái mã máy xay hạt khô. Đấy các bác xay máy xay hạt khô, xay ví dụ là xay gạo nấu cháo này, xay ngô này, xay ngô ở miền Bắc gọi là ngô, miền Nam gọi là bắp ấy. Đấy, hoặc là các bác có thể xay cà phê, xay tiêu, xay cacao các thứ thì đều chúng ta đều có thể sử dụng được. Đấy, cắm điện vào này. Đấy, con này thì bắt buộc các bác phải đậy nắp ạ. Tại vì nó xay hạt, các bác phải bắt buộc phải đậy nắp vào. Đấy, thì các bác. Đấy. Thì các bác bấm nó mới được. Đấy, con này bắt buộc các bác phải đậy nắp lại thì các bác bấm mới được nhé. Đấy, các bác xay hạt xay rau củ quả thì rất là ok. Đấy, rất là ok. Đấy, hàng này thì rất là xịn sò luôn. Con này sử dụng cũng rất là ok. Mẫu sản phẩm này thì nhà em dân đang bán với mức giá đó là 200k. Cũng 200k. Cũng giá là 200k. Và nhà em bao ship cho các bác. Nguồn điện sử dụng nó là nguồn điện của 220V. Nguồn điện của nó là nguồn điện 220V, chỉ xay hạt thôi. Con này thì nếu mà tính theo bò hay là bát thì các bác tầm xay được một bát gạo, bát cà phê một. Nó là một cái dòng mini để chúng ta xay gia đình thôi, chứ không phải là dòng xay công nghiệp. Chứ không phải dòng xay công nghiệp. Đây là một mã máy xay hạt. Mã xay hạt này. 220.000 đồng bao ship nhé. À 220. À 200, em xin lỗi. 200k bao ship cho các bác. Đấy, trọng lượng con này thì nó rơi vào cửa tầm hơn 500g, gần 600g. Gần 600g. Và cũng 200k bao ship. Đấy, thì nếu mà bác nào có điều kiện thì các bác nên mua cả ba loại, thì nói chung là nhà nào cũng cần. Nhà nào cũng cần cả. Đó là ba mẫu máy xay bên em. Ba mẫu máy xay nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu máy sản phẩm ép, máy ép chậm mini thương hiệu Naisil. Thương hiệu Naisil. Này, em đã bóc ra sẵn và lắp đặt sẵn cho các bác rồi. Đấy, thương hiệu Naisil đây. Hàng này của nó đây. Đấy, nói chung là rất là chắc chắn, rất là chắc chắn, cần luôn trọng lượng. Cần luôn trọng lượng. Bây giờ em cứ phải thực tế luôn các bác. Đấy, trọng lượng con này thì nó rơi vào 1,3 kg. 1,3 kg. Cái mẫu này thì chúng ta sử dụng bằng cái nguồn điện của nó, đó là nguồn điện của nó là nguồn điện 220V. Nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V. Đây, mình đặt đúng cái chiều của nó nhé. Đấy, đặt đúng cái chiều của nó đây. Đây, đặt như này. Đặt như này. Đấy, để em có thể sử dụng cho các bác luôn này. Đấy, con này thì sử dụng bằng nguồn điện 220V nhé. Các bác sử dụng bằng nguồn điện 220V. Đấy, máy ép chậm. Đấy. Các bác cho quả cam, quả quýt vào. Đây em bóc cho nó dễ. Đấy. Đây. Rồi các bác bật cái nguồn công tắc của nó lên. Đấy. Rồi chúng ta cái này là để các bác ép xuống này. Đấy. Này các bác có thể nhìn thấy này. Bã nó ra một bên này. Đây các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Bã nó ra một bên và nước nó ra một bên. Đây. Đấy, các bác có nhìn thấy này. Đây em để cả quả vào luôn này. Quả thì đã không vừa. Đấy. Các bác bổ nó bé bé ra một tí. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Đây, bã của nó đây. Cái dòng bã của nó đây. Rất là khô ráo luôn này. Đấy. Đấy, còn các bác bên này là các bác sẽ là nước ra này. Nước ra này.
Đấy. Thì các bác có thể để mở cả nước như này cũng được. Đấy, các bác có thể để mở cả nước như này cũng được. Đây. Đó. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Đó, máy ép chậm nó đang làm việc này. Một bên là chúng ta để bã, một bên chúng ta sẽ là ra nước. Một bên chúng ta sẽ ra bã, một cái bên ra nước và công tắc bật tắt của nó đây. Đấy, các bác bật này, các bác tắt này. Đấy, bã của nó đây. Bã của nó đây thì các bác có thể nhìn thấy này. Mà thực tế là các bác đặt hàng là các bác sẽ về các bác sử dụng được. Đấy, nước nó ra đây, các bác đậy lại, các bác có thể đậy lại để cho nó khỏi nước ra khỏi văng này. Đấy, và chúng ta sẽ thử thưởng thức luôn cái nước này, các bác cho đá này, cho nước đá hay là cho các thứ vào đây thì tùy các bác. Ví dụ các bác ép dứa này. Dứa, cam, quýt, chanh, xả các thứ này chúng ta ép vào đây cũng rất là ok. Nhưng mà nếu mà các bác ép những cái quả, những quả quýt này thì chúng ta nên bỏ cái vỏ đi một tí, gọt cái lớp vỏ đi. Em chưa có kinh nghiệm. Đấy, nên là để cả vỏ này thì nó có hơi có vị của vỏ nhưng mà nó vẫn rất là ngon. Đấy, uống trực tiếp luôn, uống trực tiếp luôn. Đấy, nó cũng rất là ok, rất là ok nhá. Đấy, một cái mẫu này là mẫu máy ép chậm. Còn khi các bác muốn vệ sinh, khi các bác muốn vệ sinh này thì các bác sẽ mở cái này ra cho em này. Đấy, mở này ra này. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đây là em, đây, chưa ép hết. Để đây em tí. Đấy là nó ra hết rồi này. Đấy, các bác sẽ ép hết rồi vào đây. Đấy, các bác nó sẽ đẩy, các bác sẽ đẩy, các bác sẽ lấy búa hay là lấy cái gì các bác ấn vào đẩy vào đây, cái này cũng được. Đấy, đã hết và các bác tắt đi. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, thì trong này nó sẽ không còn này, nó sẽ ép xuống đây này. Đấy, và khi các bác mở ra này, mở ra và chúng ta sẽ vệ sinh. Vệ sinh là các bác vệ sinh, sẽ vệ sinh cái này, vệ sinh cái lọc này. Đấy, vệ sinh cái lọc này thì cũng rất là đơn giản thôi, các bác cần phải nâng ra. Đấy, và các bác mang cái này đi các bác rửa rất là dễ dàng thôi, không có ảnh hưởng gì cả, không có cái gì cả. Đó, rất là dễ dàng. Với một cái mẫu máy ép chậm Naisil đây. Đấy, và em đã ép thực tế và sử dụng thực tế cho các bác. Con này thì nhà em dân đang bán với mức giá đó là 700.000 đồng. Và cái mẫu sản phẩm này thì nhà em bảo hành cho các bác trong vòng 12 tháng. Bảo hành cho các bác trong vòng 12 tháng nhé. Nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đó. Mẫu máy ép chậm mini Naisil. Naisil. Đấy, trọng lượng của nó là nguyên một cái này là của nó là nãy là em nói bao nhiêu nhỉ? Giờ lại quên, đây cần cả hộp luôn. Cần cả hộp mới luôn. Thì bác nhận hàng đây, hộp mới của nó đây. Hộp mới của nó tổng trọng lượng của nó là 1,7 cân. 1,7 cân là khi các bác nhận là hộp nguyên hộp như này là 1,7 cân. Đấy, nên là các bác yên tâm. Nên là các bác yên tâm nhé. Đấy, máy ép chậm Naisil 700k. 700k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân mới về, đó là một con mẫu dao. Dao chặt. Ôi em xin lỗi. Đấy, một cái mẫu dao chặt nhé. Các bác có thể nhìn thấy tem mác còn nguyên này. Đấy. Hàng này thì của nó thì là hàng hàng còn nguyên trong hộp nhé. Hàng còn nguyên trong hộp nguyên vân này. Đấy. Hàng của Javan Asaka. Asaka. Đấy. Nói chung là mẫu dòng này thì cũng rất là tốt luôn. Đây em xin đo kích thước cho các bác này. Dòng này thì các bác chặt gà chặt vịt thoải mái. 20. Bán dao của nó đây. 9,3. Sống của nó đây là dày 1,2-3 ly. Đấy. Nói chung là con này nó còn mới này. Chưa qua sử dụng này. Chưa mài này. Cũng rất là sắc bén. Đấy thì các bác bảo em là thôi dân đây không cần mài giấy đâu, không cần cắt giấy đâu. Nhưng mà nói chung là con này thì cũng còn rất là ok. Đấy. Chặt các thứ rất là ok. Cầm rất là chắc tay, đầm tay này. Cán dao của nó đây. Các bác chặt gà chặt vịt thì thoải mái luôn. Cái riêng cái mã này. Chặt gà chặt vịt thoải mái luôn, hàng mới. Đấy, thương hiệu của nó đây, hàng của nó đây. Rất là chắc chắn. Rất là chắc, cứng chắc nhá. Cứng chắc dao vân này. Dao chặt vân này. Con này thì bên nhà em dân đang bán với cái mức giá của nó, đồ này bút đồ này. Là 200.000 đồng. Đây là em ghi giá vào đây luôn. Mẫu dao mới nhé, 200k. Bao ship. Chặt E3. Các bạn lên cho em mã này, mã chặt E3.
chặt E3 bao ship. Bao ship cho các bác. Chặt E3 200k. 200k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu bình giữ nhiệt. Một cái mẫu bình giữ nhiệt. Kích thước của nó cao 29cm. Dung tích của nó là 1,5 lít. Dung tích của nó 1,5 lít. Thương hiệu của nó đây. Thương hiệu của nó có tay sách đi câu này, pha trà này, pha trà này, đấy, lọc trà này đều được. Đấy, pha cà phê, pha trà các bác cho vào đây đều được. Đấy, các bác có thể nhén cà phê lên đây rồi các bác pha cho nó trực tự rõ xuống đều được. Đấy, hai nắp linh hoạt, cái mẫu này rất là linh hoạt. Đó, hoặc là các bác có thể tháo ra, bỏ cái nắp này ra, xoáy chặt, làm ly uống, làm cái này để các bác uống nước. Đấy, ví dụ pha trà, các bác ủ trà vào đây rồi các bác uống nước. Đó, thì một con này thì bên trong của nó này là bằng inox 304 này. Đấy, các bác có thể nhìn kỹ dưới đáy này. Đấy, inox 304. Inox 304. Con này thì bên nhà em dân đang bán với mức giá của nó. Đầu để lấy giấy dán trực tiếp vào đây luôn để cho tránh sự nhầm lẫn. Đấy, thì các bác nào có thể chụp lại màn hình rồi giúp cho em. Đấy, các bác có thể chụp lại màn hình giúp cho em nhé, để chúng ta không bị nhầm lẫn nhé. Đấy, đây là một cái mẫu đấy. Bình 1,5 lít. Bình 1,5 lít. 270.000 đồng. Bao ship. Bao ship. Đấy, các bác chụp lại trên này cho em này. Đấy, bình 1,5 lít nhé. Bình này là mã bình 1,5 lít, có hai nắp rất là linh hoạt này. Có hai nắp rất là linh hoạt này. Này các bác đậy này. Này các bác đậy này. Đó. Còn đây là một loại bình nữa này, một cái mẫu bình nữa này. Đấy. Thương hiệu của nó thương hiệu khác. Bao lô. Ô, bao lô. Con này của nó xem có hai nắp không? À đây, con này cũng có thể xoáy được hai nắp ra này các bác này. Đấy, con này các bác có thể xoáy được hai nắp ra, nhưng mà cái nắp trên này thì nó hơi thừa một tí. Thì đây các bác có thể đựng nước ở đây. Đấy, hoặc là ấy các thứ ở đây. Đấy, con này các bác bác là giấu quỹ đen được đấy. Đấy, đi câu cá các thứ này. Đấy, giấu để các bác có thể để những cái ví dụ như là trà các thứ ở đây. Đấy. Đều được này. Con này bình này là dung tích của nó là 1,2 lít. Giá nhà em đang bán với giá là, đây các bác lên xem mã này là bình 1,2 lít nhé. Bình 1,2 lít này. Bình 1,2 lít này. 1,2 lít. 250k. Bao ship. Bình 1,2 lít. Bình 1,2 lít nhé. Đó. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Bình giữ nhiệt. 250.000 đồng. 250.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu ổ điện thông minh này. Ổ điện thông minh đây. Con này thì nó có những cái chức năng như sau. Các bác có thể cắm USB. Ở đây thì các bác sạc những cái như vật muỗi, sạc điện thoại đều được này. À, con bên này thì các bác ổ cắm. Còn con này có một cái đặc điểm cực kỳ hay đây. Cho chúng ta. Điện thoại bình thường thôi nhé. Không cắm sạc cái gì đâu. Đấy. Có sạc, có hỗ trợ sạc không dây. Đấy. Các bác có thể nhìn chữ này. Sạc không dây này. Đấy. 2 phút nữa sẽ đầy này. Đấy. Đó. Một cái mẫu đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu sạc điện thoại thông minh. Đấy, công tắc USB riêng này. Công tắc USB riêng, dây của nó dây dài 1m8. Dây của nó dài 1m8. Công tắc của USB riêng. Công tắc của ổ điện này riêng. Mã sản phẩm như thế này thì là các bác lên cho em mã này, mã ổ điện thông minh. Ổ điện thông minh này.
giá của nó bên nhà em dân đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng. Con này thì các bác lưu ý giúp em một chút, lưu ý giúp em một chút là con này thì cái sạc không dây này thì phải điện thoại nó hỗ trợ. Điện thoại nào nó hỗ trợ thì các bác mới sạc được không dây. Điện thoại nào các bác hỗ trợ thì nó mới sạc được không dây. Tắt đi à? Quên. Đấy. Thì điện thoại của các bác phải hỗ trợ sạc không dây thì nó mới hỗ trợ, nó mới sử dụng được sạc không dây nhá các bác nhá. Như con này của em là con Note 20 FE có hỗ trợ sạc không dây. Đấy, Note 20 Samsung, Note 20. Đấy, thì điện thoại nào cũng được nhưng mà nó phải hỗ trợ, nó phải hỗ trợ sạc không dây thì các bác mới dùng được. Đó là mẫu đầu tiên. Mẫu sản phẩm thứ hai đó là một con ổ điện thông minh nữa. Con này cũng là một dòng ổ điện thông minh. Đấy, con này thì nó có hơn một cái cho chúng ta, đó là thêm cả cái cổng sạc Type-C. Đây. Tại sao em lại phải mấy cái con Samsung vào? Tại vì làm sao tất cả bây giờ ổ điện của nó, sạc điện thoại nhanh của nó thì nó sẽ là đầu Type-C này, một đầu Type-C này. Đấy, các bác cắm đầu Type-C vào đây. Các bác cắm cái đầu Type-C này vào đây cũng được. Đấy, có chỗ hỗ trợ cắm cái Type-C và các bác cắm sạc của điện thoại này. Cắm vào sạc điện thoại này. Đấy. Có sạc nhanh như con này, con này có sạc nhanh nhé. Đấy, các bác có thể để ý. Đấy. Đây. Em rút ra này. Sạc nhanh. Đấy, nó có sạc nhanh. Đấy, nên là tức là cái ổ 3.4V này nó sẽ hỗ trợ cho các bác sạc nhanh. Đây, sạc nhanh đây. Các bác có thể nhìn chữ sạc nhanh. Đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bác sạc nhanh. Đấy, nó sẽ hỗ trợ cho các bác sạc nhanh ở cái đầu 3.4V này. Đấy, nó đầu 3.4V này là hỗ trợ sạc nhanh. Còn ở đây cái này cũng sạc nhanh, còn này cái là sạc bình thường. Sạc bình thường. Đó. Thì con này cũng có một cái công tắc để các bác tắt ổ điện đây. Đấy, và các bác bật lên. Con này thì các bác không ấy, và của nó cũng có sạc không dây. Của nó cũng có sạc không dây. Đó. Của nó con này cũng sạc không dây này các bác này. Sạc không dây này. Các bác có thể nhìn thấy. Đấy, và điện thoại của các bác phải hỗ trợ sạc không dây thì nó mới hỗ trợ đó nhá. Đấy, con này thì nhà em dân đang bán với mức giá đó là 270.000 đồng. Riêng con này thì nó khác loại, nhưng mà em thấy nó có cái cổng Type-C này cực kỳ hay này. Nên là em giới thiệu cho các bác luôn. Con này thì sử dụng điện 220V. Đấy. 270.000 đồng. Con này giá của nó cao hơn một chút. Công tắc bật tắt đây. Bật tắt cho cái ổ cắm này. Có sạc không dây. 270.000 đồng một cái mẫu này. Thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em. Đấy, các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.